nên hôm nay nó về kép thì tôi sợ cụ quá. Về chết thì cụ mất thôi. Cụ nào mà về kép? Cụ này cụ bảo cũng nhờ cái này mà em nhờ. Hôm nay nó về kép thì thật là em ý cũng nhờ nó mà em mua được con này. Ôi trời ơi, nó chết. Về kép lên cái mới nữa. Cái này chưa, cái này chờ lát nó vào vào bên trong nó sẽ nhận. Bây giờ mình chờ à? Bây giờ kích hoạt lên. Anh kích hoạt luôn em ý. Em kích hoạt chọn cái gì đây? Chọn Việt Nam đúng không? Vâng. Việt Nam ở dưới này. Hôm nay mà về kép thì em lên luôn bảng 256GB luôn. Em đang test máy chưa? Gọi để test máy hay gọi để làm gì? Này, thôi nha. Em không có tiền mua máy mới, tiết kiệm tiền. Mua máy 99% à? iPhone X 99% à? Phê đi này. Thế là phê đi. Điện khuôn mặt ạ? Ừ. Hịn thế. Rồi quay đi. Tập lóc cổ. Em quay đầu em đi. Rồi quay quay lên quay xuống. Ngửa lên cúi, ngửa lên. Đấy, góc bên này. Không, hơi chếch, hơi chéo. Không hiện đại không? Thế, bên này nữa. Bây giờ nó ra hiện đại. Rồi. Quay. Quay ngược. Tiếp tục. Quả này bây giờ cướp, sạch cướp quay tiếp đi, em quay tiếp đi. Bụi lắm đấy, buồn thương. Thôi hôm nay chị chúc mày kiểu gì cũng về mấy con kép cho mày đổi lên đời đấy cho hiện đại hơn. Bán cho chị con này à? Bán, lúc nào mà bán lại chị con này là chị tích tiền qua bụng một tuổi Tết. Ờ, mật khẩu 8.5. Vẫn sử dụng. Tiếp đi em, nhập lại. À, thiết lập như iPad mới. Mày đặt dai ở đâu ấy? Dạ. Dai đâu đấy? Em ở Hàng Mã. Trên phố làm gì có ai mê đâu để cờ bạc nhỉ? Ôi trời, trên phố. Ở đâu thì chẳng có chị. Trên phố đó là gọi là phố lò luôn. Trên lò phố ra. Trên phố nhiều khi đầy ông bà già bạc tóc bạc trắng vẫn. Bà già về hưu rồi, giờ chỉ có chơi lô đề chứ làm gì đâu. Mày lên mày ghi cho ông con lô. Chỉ chờ đến 6 giờ tối, 6 rưỡi tối. 6 giờ 15 biết ai giàu hơn ai. Cái thiết lập này. Bluetooth này. Kết nối. Đó. Kết nối này. Chào mừng bạn đã lên Apple Pencil này. Bạn sẽ chọn một cái này. Ok. Đấy, cái này. Cái này em có thể bỏ ra này. Nó sẽ có cái vỏ nhá. Đấy, Apple Pen này khi em làm nó sẽ báo phần trăm pin này. Có tải cho chị hết các dữ liệu nhá. Zalo chị đang chuẩn bị vào cái đấy thì Zalo thì chị có Zalo có em cũng có tài khoản app để tải nó. Cái gì nào không chưa hiểu. Chọn bút ở dưới này. Mua về đấy lắm. Con này là 38 triệu à? 31 triệu là cả pin à, là cả bút.